mây lang thang buồn trôi, mơ tôi khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh thấm, đêm đêm nghe xót xa. Anh ơi có hay giữa bóng tối chiếc trùng, tình em như giấc mơ say bao hy vọng. Dẫn lối bước em về đường qua đắng cay. Cầm đi, cầm hai cái ly đi con. Chết nè, cầm hai cái ly qua lấy nước uống nè. Nhỏ cho ba ly lớn nữa, mình cũng không muốn pha anh xòa hát bỏ đi. Ly lớn kìa, ly này cho ba rồi. Ice first. Đẩy ra. Okay, enough. Ok, sao còn uống gì? Ok, bấm vô. Wait, cherry, Fanta orange. Orange, ok. Orange. Okay, thank you. Thanks. Where's your dad's bag? Ở lên như đó là lấy off straw kìa. Uống hết cái đó đi nè. Here, eat it. Burger King. Đi kiếm King luôn hả? Đều đó luôn hả? Emily. Hôm nay gia đình mình ghé vô cái chỗ chuyên bán những cái dụng cụ chơi nhạc và trống khá lớn đây nè. Yeah, this is a music class. Rồi. Đây nè, em đang coi cái mấy cái microphone à. 195. Wow. It is for record. So what we had at home. Oh, this one looks professional. Battle. I think that's what they call. I learned this in music class. And they love it. In first grade. And they like it. And they like it, right? And they so nice. And then there's a happy face. It could be like this too. I like this sound better, you know? Nice. So tambourine really without the drum. So that's the tambourine.
Let me see, let me see. We're gonna take this. Yeah, you like the guitar? Well, I think it's called ukulele. Hmm, cute, huh? They're like, cute. Wow, inside I have a lot of guitar. Nice. Yes. Đừng vô, đừng bước vô. Chiếc xe đâu? Con giao con chiếc xe, con đẩy giùm con giục luôn chiếc xe. Hả? Đây là whole set luôn. That's so cool. It's really quick. Nice. Oh, the little thing. Oh, you still can hear that plastic sound when I'm there. Yeah. A lot of people also see that because if you ignore it, then you know you kind of come to terms with it, then you can get over it. Not as low as a real one, right? That part I can hear, but this plastic sound is like right in front of me. Yeah, the hi-hat is like, it's really interesting. Oh. So this is a problem. Any high number like 70 and up. Today's my lucky day. Wow, lucky. Có nhiều cái hả? Số mấy? Có một cái này. Cái này màu đẹp nè. Cái này cũng quen quá. Cái này mình cũng có qua rồi. Đây. Right there, mom. Oh yeah. Số nhỏ luôn. Bỏ vô là cái album. Nó trộn vô thì hộp có hộp có nhiều ô, cái này có nè, cái này có nè, bóng hình gì đây? Ê, số lớn hơn này có rồi nhưng mà cái đó số mấy vậy con? Cái cũng có luôn rồi. Cái hình nào mà mở ra mà thấy quen quen á, nghĩa là có, mình đã từng có qua rồi, chị kiếm cái hình. Cái hình kia hiếm rồi nha. Cái này cũng có luôn rồi. 39. Yeah. Hình này chắc mới nè hả ta? Hình này năm bao nhiêu đây? Oh, 74. Có con rùa luôn rồi. À, có con rùa đâu vậy? 69. Yeah. Đây thì vậy. Okay, so for me 69 no more. Graduate. Yeah, yeah, graduate. Hình này có nhiều rồi. 21. I always have 21. 540. Ooh, this one. I got full card, finally. Wow. Ooh, cái đó đẹp, cái đó mới. 64. Oh, cái đó. Number 12? Yes. 12 hay là 64? 64 là total. Cái số đầu tiên á. Lúc nào cũng có 64 á, 12, 64, 13, 64, 14, 64, 15, tới 64, 64 lại. Rồi là có số đầu hay số đuôi? Số đuôi là tổng cộng nguyên sách của nó bao nhiêu cái? Là 64 là tổng cộng. Oh, yes. Okay. I got one and it's oh. Cũng có luôn rồi, cũng có luôn rồi. 73. Số lớn, số lớn. Cái này new nè, đẹp á. 71, the bird. I got one too, daddy has it. Yeah, that's new. That's new. Ở chip này cũng có cái này, cũng new nè. Wow, cái này, chứ mấy new nữa. 63, 64. Oh, đẹp á. Cái này có rồi hả? So, 63 gone. Lấp lánh, lấp lánh. Yeah. That's it?
Yep. Oh my god, I'm losing money. wait, let's see. La Hai Hop. That's $100. Hai hộp á hả? Hai hộp là 100 đồng á hả? Ok, cho nó calculate. Cho nó calculate rồi bây giờ cộng lên. I have a calculator. Alright. Đâu, calculator luôn hả? Nó sẽ make it even hơn là sao? Nhưng mà cái nhập đó, cái kia chưa close to make it even, they don't make you really lose a lot more. Cái nhập bán, ok. Mua bao nhiêu xé ra là mấy cái hình đấy nó tương đối nha, trừ lại là cũng cỡ cỡ bằng cái vốn mình mua ra một cái mình xé thôi. Number is this? Cái nó đẹp, cái đó mới 71. Nhiều hình nó trùng, quá trời trùng. 73. 1 đồng 74. Mommy, don't put your fingerprint on it. Đúng rồi. Giữ bên cạnh thôi. Bên cạnh thôi. That's just where I actually put it in. Take it out quick. Ooh, that was strawberry. Cái này cũng đẹp ha. Này con gì ta? Cái con dinosaur. It looks like a dinosaur. Lizard. Ooh. Iron Man kind of. Cái này trong cái bộ phim của nó hoạt hình đó, từng giai đoạn nó biến dạng ra thành cái hình này. Ok, ở đây bị screw up right here. Cái này nè, cái này có giá trị, cái này đẹp. Daddy has that one. Oh, mommy has that one. Daddy has that one. Mom, look. Put it like near the sun. You see the shiny gems? Yeah, yeah, shiny. Yeah, see? Look, the little star on it. Nó đẹp, đẹp cái đó đó. Người ta thích cái đó đó nha. Ok, what number is this? Wait. This is around here. The number. Cũng là nó nữa. Để ba tự coi đi con. Dạ, yeah, nhiều cái nó trùng nhiều lắm. Dạ, dạ, tùm lum hướng đó. Cái đèn nó chiếu đẹp lắm. Okay, what number is this, Stephanie? The number is 66. 66. That connection. Sau khi mình xé ra hết vậy là mỗi một cái thẻ gì nó đều có giá trị của nó, giá tiền tương đương với cái thẻ đó. Mình có thể lên cái mạng của nó để mình có thể kiểm tra được là trị giá bao nhiêu một cái. Nên cái này càng lâu càng có giá trị.